đã từ lâu rồi mình không nấu món thịt chân giò giả cầy. Và hôm nay thời tiết hơi se lạnh nên mình sẽ nấu món ăn này để giới thiệu với các bạn nhé. Nếu bạn nào chưa thử nấu thì các bạn cũng có thể tự nấu món này cho mình đấy. Và đây là 700g móng giò mình mua đã chặt sẵn. Một cái bắp thịt trước khoảng cân 3. Và mình cuộn vào tờ giấy báo để mang đi phun cho da nó vàng nhé. Bạn cũng có thể dùng máy khò hoặc dùng rơm. Và các bạn nếu mua được rơm thì là tốt nhất. Và khi nào bạn nhìn thấy giấy báo cháy hết thì là được rồi. Sau đó mình rửa sạch hết các giấy báo đen. Mình mang thịt đi cắt nhé. Mình cắt miếng nhỏ vừa ăn này. Tầm khoảng 2,5cm các bạn. Các bạn đừng cắt nhỏ quá nhé. Mình cố cắt miếng thịt làm sao cho nó liền cả bì lẫn thịt nhé các bạn nhé. Còn nếu các bạn mà cắt nhỏ quá thì khi ninh với móng giò thịt sẽ nát. Và móng giò hôm nay mình mua cái loại mà họ đã chặt sẵn rồi nên mình về mình chỉ chặt theo cái thớ mà họ đã chặt rồi thôi. Sau đó mình mang tất cả chỗ thịt mình vừa chặt mang đi trần các bạn nhé. Các bạn nhìn này, bọt rất là bẩn. Và sau khi nước sôi thì bạn để thêm 5 phút nữa nhé, cho các bọt bẩn ra hết. Và bây giờ mình mang đi rửa nhé. Bạn nên chặt thịt trước khi mình nấu nhé, vừa tạo mùi thơm, nước dùng trong mà lại an toàn. Sau khi rửa các bạn để ráo nước. Và gia vị đi kèm hôm nay của mình gồm có: mình dùng một chút dừa nạo, mình dùng 4 cây sả và một ít mình đã băm nhỏ thế này, và một ít mình để mình cho vào nồi nước. Đây là mình dùng 2 củ hành hương loại lớn, mình dùng 1 củ nghệ, mình dùng 1 củ riềng và mình dùng 9 tép tỏi loại nhỏ. Tiếp đến mình có 2 thìa canh đường, mình dùng mì chính, bột canh, nêm, mình dùng tiêu. Và đây là mẻ, mình dùng 3 thìa canh mẻ nhé các bạn. Và đây mình dùng 1 thìa canh rưỡi mắm tôm. Và bây giờ bắt đầu mình đi ướp nhé. Mình ướp vào 1 thìa canh súp gọi nhé, 1 thìa canh đầy bột canh nhé. Tiếp tục mình ướp 1 thìa canh hạt nêm. Mình cho 1 thìa cà phê mì chính. Mình dùng thêm 2 thìa canh đường. Sau đó mình đổ hết mắm tôm vào nhé. Hôm nay mình không nấu mắm nước vì mắm tôm đã đủ mặn và mùi cũng rất là thơm rồi. Mình cho 2 thìa canh mẻ vào nhé. Và mẻ này mình đã hòa với một chút nước và mình chỉ nọc lấy nước thôi nhé. Nếu bạn nào không có mẻ thì mình có thể dùng giấm bỗng cũng được, nhưng mà mẻ mới là đúng vị. Tiếp đến mình cho chút tiêu vào nhé. Và mình cho hết dừa nạo vào. Mình cho 1 nửa số tỏi nhá, 1 nửa tí để mình xì được kim thơm. Mình cho hết riềng, hết nghệ vào. Và mình cho 1 nửa số sả này vào các bạn nhé. Nửa sả băm vào. Mình trộn đều nhé. Và cuối cùng mình cho thêm một chút dầu ăn. Nếu mà các bạn làm các bạn không có nghệ tươi như của mình thì các bạn có thể cho bột nghệ cũng được. Và gia vị của mình cho tương ứng như vậy. Nếu mà trong quá trình nấu các bạn nêm nếm gia vị cho vừa ăn với gia đình của nhà mình nhé. Và bây giờ mình ướp cái này trong vòng 1 tiếng trước khi mình nấu nhé. Thịt của mình sau khi đã ướp 1 tiếng các bạn ơi, mình cho vào xào nhé. Mình cho vào chút dầu ăn. Tiếp đến mình cho hết số hành củ vào. Khi thấy hành bắt đầu thơm mình cho tỏi và sả vào nhé. Hành tỏi đã vàng, mình cho thịt vào đảo đều vào nhé. Để hết thịt vào. Mình tiếp tục đảo đều nhé. Sau đó mình đổ nước đun sôi vào. Mình đổ xâm xấp mặt nước này các bạn nhé. Các bạn có thể ninh nhiều nước hay ít nước tùy theo khẩu vị gia đình mình nhé. Nếu mà các bạn muốn ăn nhiều nước hay ít nước vì nước này thì nó sẽ cạn các bạn.
và mình ninh như vậy trong vòng khoảng 2 tiếng đồng hồ. Còn nếu nhà bạn nào có nồi áp suất thì mình có thể ninh trong vòng khoảng 1 tiếng đồng hồ nhé. Và đây nồi nước giả cầy của mình đây, sau 2 tiếng mình ninh đã sôi và các bạn nhìn này, nó mềm này. Đấy, và mình thử nhé. Wow, gia vị cũng rất vừa ăn. Thì rất là mềm và bì vẫn rất là dai. Và bây giờ mình tắt bếp nhá, để nguội một chút và chuẩn bị ăn được rồi. Nồi giả cầy mình xong rồi, rất là ngon các bạn ơi. Thịt mềm, màu vàng rất là đẹp, da rất là giòn, mà nếm rất vừa miệng các bạn. Và bây giờ mình múc ra bát chuẩn bị ăn thôi. Thì các bạn cũng có thể ăn giả cầy cùng với cơm hoặc là bún nhá. Nếu bạn nào chưa thử nấu thì hãy vào bếp hôm nay nấu cùng mình nhé. Và mình cũng hy vọng các bạn sẽ nấu ngon hơn mình đấy.